Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tình bạn giữa Trump và Tập Cận Bình tan vỡ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 11 tháng 8 đã nói mối quan hệ của giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tan vỡ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và đã lâu ông không nói chuyện với vị đương nhiệm Trung Quốc. Trước đây tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy, ông Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News Sport. Ông đơn cử thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên đã đạt được vào hồi đầu năm 2020. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một bữa tối ở khu nghỉ dưỡng tại bang Florida vào ngày 6 tháng 4 năm 2017. Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập, tôi thích ông, nhưng sự chân tình đó không còn nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tình cảm của ông đã thay đổi trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Rõ rệt, tôi thấy khác đi. Tôi từng có quan hệ tốt, rất tốt, và bây giờ thì lâu rồi tôi không nói chuyện với ông. Theo hãng tin Reuters, ông Trump coi thách thức Trung Quốc là một phần chủ yếu trong chiến dịch vận động của ông cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11, và ông lưu ý về quan hệ thân thiện với ông Tập trong phần lớn nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên giữa lúc ông đang tìm cách thực hiện cam kết về thương mại. Cũng hôm 11 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói so với vụ tranh chấp thương mại, hậu quả của vụ bộc phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tệ hại hơn gấp ngàn lần, với nhiều chết chóc và khiến cả thế giới phải đóng cửa. Từ khi những tin tức đầu tiên về viêm phổi Vũ Hán xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019, hơn 20 triệu người đã nhiễm virus với hơn 735.000 ca tử vong trên toàn cầu. Riêng Hoa Kỳ đã có 5,1 triệu ca nhiễm và hơn 163.000 ca đã chết. Ngoài ra, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng bị tác động bởi chiến dịch đàn áp ở Hồng Kông sau luật an ninh quốc gia được ban hành và bởi những bất đồng về Đài Loan, về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhà Trắng ra báo cáo về các hoạt động xấu xa của Trung Quốc. Đây là hình ảnh các tài liệu bị rò rỉ lần đầu tiên cho thấy chi tiết về việc tẩy não có hệ thống của Trung Quốc đối với hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong một mạng lưới các tù an ninh. Chính phủ Trung Quốc đã nói các trại ở vùng Tân Cương là các trung tâm giáo dục và đào tạo tự nguyện. Nhưng các tài liệu chính thức mà đài BBC có được cho thấy các tù nhân đã bị giam giữ, bị ép phải học thuộc lòng các thông tin truyền bá và bị trừng phạt. Ngoài cuộc khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc về việc xử lý viêm phổi Vũ Hán, Nhà Trắng tiếp tục đưa ra một cuộc tấn công trên diện rộng vào các chính sách kinh tế hung hãn, củng cố quân đội và các chiến dịch xuyên tạc và vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Hãng tin AP cũng dẫn nguồn tin từ một giới chức chính phủ cấp cao đề nghị giấu tên cho biết bản báo cáo dài 20 trang không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, nhưng nó cũng củng cố những chỉ trích mạnh mẽ của ông Trump mà ông hy vọng sẽ gây tiếng vang tới các cử tri đang tức giận về cách xử lý dịch bệnh của Trung Quốc đã khiến cho hàng chục triệu người Mỹ mất việc. Và việc truyền thông chỉ tập trung vào rủi ro đại dịch hiện nay đã bỏ lỡ bức tranh lớn hơn về thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nói vào hôm 20 tháng 5 trước khi Nhà Trắng công bố báo cáo. Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chế độ tàn bạo, độc tài, một chế độ cộng sản từ năm 1949. Trong nhiều thập niên, chúng ta nghĩ rằng chế độ này sẽ dần dần trở nên giống chúng ta hơn, thông qua thương mại, trao đổi khoa học, tiếp cận ngoại giao, cho phép họ tham gia tổ chức thương mại thế giới với tư cách một quốc gia phát triển. Điều đó đã không xảy ra, ông nói. Sau đó, trong ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố chấp thuận bán ngư lôi tiên tiến cho quân đội Đài Loan, một động thái chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh tức giận mạnh mẽ. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đã thông báo cho Quốc hội về việc bán ngư lôi hạng nặng và các phụ tùng thay thế, thiết bị hỗ trợ và thử nghiệm trị giá 180 triệu đô la, được cho là sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ cũng tin rằng nếu mở cửa thị trường rộng hơn, đầu tư nhiều tiền hơn vào Trung Quốc và cho các sĩ quan quân đội Trung Quốc được tiếp cận nhiều hơn với đào tạo và công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, thì dần dà sẽ khiến Trung Quốc tự do hóa, quan chức Mỹ đã nói với hãng AP như vậy. Đây là hình ảnh trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng vừa ra lệnh trừng phạt với trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam và 10 quan chức hàng đầu của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia gây tranh cãi đối với Hồng Kông, luật mà các ý kiến đã chỉ trích cho rằng đe dọa các quyền tự do của đặc khu. Nhưng thay vào đó, Trung Quốc cũng ngày càng chuyên chế hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Bắc Kinh giết người biểu tình chống chính quyền ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989
và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng khẳng định các ý tưởng chính trị của họ trên toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời chính quyền Nixon. Và hơn 40 năm sau, rõ ràng là cách tiếp cận này đã đánh giá thấp ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc hạn chế phạm vi cải cách kinh tế và chính trị ở Trung Quốc. Báo cáo của Mỹ đã nói, trong hai thập niên qua, các cải cách đã chậm lại, bị đình trệ hoặc đảo ngược. Cũng theo báo cáo, chính quyền của Trump thấy rằng không có giá trị gì khi can dự với Trung Quốc chỉ để có tính biểu tượng và phô diễn. Và khi ngoại giao âm thầm tỏ ra vô ích, Hoa Kỳ sẽ gia tăng áp lực công cộng của Trung Quốc. Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc về việc củng cố quân đội tham gia vào các cuộc tấn công mạng và cam kết chấm dứt các hoạt động kinh tế hung hãn của Bắc Kinh đã bị vùi lấp bởi những lời hứa lèo, rỗng tuếch. Và trong thời chính quyền Obama, Trung Quốc đã hứa sẽ ngăn chặn các hành vi trộm cắp do chính phủ chỉ đạo ở trên mạng hay nhằm vào các bí mật thương mại nhằm thu lợi từ thương mại. Và đã lặp lại lời hứa tương tự trong 2 năm đầu tiên của chính quyền Trump, AP đã dẫn lời báo cáo nói. Đây là hình ảnh nghiên cứu viên Trung Quốc Dương Thăng trong quân đội Trung Quốc bị bắt giữ vì gian lận thị thực visa bằng cách ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco suốt nhiều tuần. Dương Thăng là một trong 4 nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ truy tố mới nhất vì mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc. 3 người còn lại là Chen Song, Kai Kai Shao và Xing Wang đều đã bị bắt. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia khác đã báo cáo rằng Trung Quốc đang tấn công các máy tính, nhắm mục tiêu vào sở hữu trí tuệ và đánh cắp thông tin kinh doanh. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất bình về cách mà Trung Quốc tiếp cận tranh luận với Tổ chức Thương mại Thế giới rằng mình là quốc gia đang phát triển, mặc dù Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm công nghệ cao và chỉ đứng sau Hoa Kỳ về tổng doanh thu, sản phẩm nội địa, chi tiêu quốc phòng và đầu tư bên ngoài. Và cũng dưới thời Tập Cận Bình, các quan chức Trung Quốc đã thanh trừng phe phái đối lập chính trị. Các blogger, các nhà hoạt động, luật sư bị truy tố bất công, áp đặt luận kiểm soát nghiêm ngặt để kiểm duyệt không chỉ truyền thông mà cả các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, công dân và các tập đoàn bị nhắm mục tiêu, giám sát và những người được coi là bất đồng chính kiến đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và lạm dụng. Và Trung Quốc tiếp tục giữ cấu trúc kinh tế phi thị trường và cách tiếp cận do nhà nước dẫn đầu về thương mại và đầu tư, báo cáo nói. Và những cải cách chính trị cũng đã suy yếu hoặc đảo ngược và sự phân biệt giữa chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị xóa nhòa. Tổng thống Donald Trump cũng khen ngợi ông Tập và Trung Quốc trước đó. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm một khu dân cư tại Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát dữ dội tại Vũ Hán. Tổng thống Donald Trump cũng đã từng rất nhiều lần khen ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình khi cuộc thương chiến lên đỉnh điểm, cũng như khi dịch cúm Vũ Hán mới bùng phát ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng 8 năm ngoái, khi các cuộc biểu tình và đàn áp bạo lực ở Hồng Kông lên đến đỉnh điểm, cũng như cuộc thương chiến đang căng thẳng, ông Trump cũng bất ngờ khen ngợi khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và tin tưởng rằng ông sẽ giải quyết vấn đề Hồng Kông nhanh chóng và nhân văn. Nội dung trong tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14 tháng 8 năm 2019 ghi rằng: "Tôi biết Chủ tịch Tập Cận Bình rất rõ, ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại và nhận được sự kính trọng của người dân Trung Quốc. Ông Tập còn là một người giỏi giải quyết các vấn đề khó khăn. Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu Chủ tịch Tập muốn giải quyết vấn đề Hồng Kông nhanh chóng và nhân văn, ông ấy sẽ có thể làm được điều đó. Gặp mặt riêng chăng?" Và đến cuối tháng 8 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữa lúc căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại. Ông viết: "Rất tôn trọng việc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại diện của ông ấy muốn giải pháp bình tĩnh, ấn tượng khi họ sẵn sàng xuất hiện và đưa ra những tuyên bố chính xác như vậy. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất ý nghĩa, phần lớn vì chúng tôi đang làm rất tốt. Trung Quốc là đất nước vĩ đại. Tôi coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại." Ông Trump đã nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị G7 tại Pháp như vậy. Cũng hôm 25 tháng 1 năm 2020, khi dịch cúm viêm phổi Vũ Hán mới bùng phát ở Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lời khen ngợi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với những nỗ lực phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát dữ dội của virus corona chủng mới. Ông nói, Trung Quốc đã làm việc rất tích cực để kiểm soát virus corona, mọi việc sẽ tiến triển tốt. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 7 năm 2020, tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz được triển khai tới Biển Đông đúng lúc Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Trung Quốc vì Bắc Kinh đã tích cực ngăn chặn virus corona bằng việc hạn chế đi lại tại 10 thành phố với khoảng 20 triệu dân.
Washington đánh giá rất cao những nỗ lực và tính minh bạch của Bắc Kinh, đặc biệt thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập. Tuy nhiên, gần đây, thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực diện chỉ trích Trung Quốc trên nhiều phương diện về các vấn đề Hồng Kông, Đài Loan cũng như sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào ngày 6 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề xử lý viêm phổi Vũ Hán. Đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 716.000 người trên toàn cầu, trong đó Mỹ chiếm hơn 162.700 ca tử vong. Đây là số liệu được cập nhật sáng ngày 7 tháng 8. Tổng thống Trump nói rằng thật hổ thẹn khi Trung Quốc hạn chế sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán trong nước, nhưng lại để dịch bệnh này lan ra phần còn lại của thế giới. Theo hãng tin Reuters, ông Trump một lần nữa tuyên bố rằng có thể Trung Quốc đã cố tình để dịch bệnh lây lan ra toàn cầu. Ông nói những gì Trung Quốc đã làm là một điều khủng khiếp, dù là cho bất tài hay do cố tình, đó là một điều khủng khiếp và gây ra không chỉ cho nước Mỹ mà cả thế giới, ông Trump đã bình luận. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Trump chỉ trích Trung Quốc về vấn đề xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào hồi tháng 5, ông nói rằng lẽ ra đại dịch này không nên để xảy ra, nên được ngăn chặn ngay từ nguồn và có thể được ngăn chặn bởi Trung Quốc. Ông Trump cũng liên tục dùng chữ virus Trung Quốc trên tweet để nói về nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tình bạn giữa Trump và Tập tan vỡ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.